Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay mình lại giới thiệu thêm cho anh em một con máy, dòng máy rẻ tiền, hiệu năng sử dụng cao, rất đáng tiền để mua cho anh em người mới. Chính là em này, Luna Mod. Hiện tại thì em này mình về mình có hai màu, là màu trắng và màu đen. Đây là con Luna màu trắng này. Đây là em Luna màu đen này. Đó, anh em thấy không? Ok. Rồi. Thì con này thì sử dụng của nó rất là đơn giản nha. Đó, chỉ là một nắp, mà nắp này bằng nhựa. Nó có một cái dây đây để mình bỏ pin này, mình lấy ra cho dễ này. Khi bỏ pin vô á, nhét cái dây vô, bỏ dương pin vô. Tháo bên này, bỏ viên pin vô. Rồi sau đó đậy lại. Con này thì chip của nó ngắt chống đoạn mạch rồi rất là nhiều. Rồi bóp rẻ tiền nhưng mà nó có được những cái hiệu năng như thế này rất là tốt. Quá tuyệt vời cho những cho cái dòng bóp này. Đó. Anh em thấy không? Đây là màu trắng, còn màu đen. Màu đen đây. Màu trắng thì mình sợ là chỉ có hợp với con gái thôi, chứ còn nhưng trai mình chơi thì nó rất là dễ dơ, xước một phát là bắt đầu là nhìn nó màu trắng là rất là khó chịu. Đó. Thì bây giờ mình sẽ test, mình sẽ bỏ pin vô. Mình test cho anh em xem con máy này nó như thế nào. Ok. Đây mình có cặp pin xịn, pin này là mình chuyên cho mét đó. Nhưng mình vẫn lấy dùng cho bót, mình vẫn lấy dùng cho bót được. Con này thì dung lượng nó cao hơn, mình lấy mình dùng cho bót. Pin mét thì dung lượng bao giờ nó cũng cao nha anh em nha. Anh em có thể nhìn trong đây nè, pin mét đó, dung lượng nó sẽ cao tầm 3001, độ xạ nó 60A. Còn pin bót anh em nè, mình sẽ lấy một lượng pin bót cho anh em xem. Em thấy không? Chỉ có 2200 và xạ 40A thôi. Ok. Thì mình đang giới thiệu cho anh em biết là cái combo này là cái combo rẻ tiền. Bởi vì cái máy này hai pin nó sẽ xả mạnh. Máy hai pin nó xả mạnh thì anh em sẽ bị nặng tiền và tiền pin. Nặng và tiền pin. Và tiền một bộ sạc hai pin. Đó, thì một con máy mạnh á, hàng rẻ tiền mà mạnh, nó làm được cái này thì nó phải mắc cái kia. Bao giờ cũng vậy. Anh em mua hàng bao giờ cũng vậy. Được cái này nó sẽ mắc cái kia. Thì nó được một cái là hút xả rất là tốt, rất là đã. Nhưng mà một cái là nó không có cái chỗ để mà sạc cho anh em này, anh em thấy không? Anh em có thể xem trong video này. Nó không có chỗ sạc cho anh em. Anh em phải mua cặp pin, mua sạc đôi ở ngoài ha. Thì con này mình sẽ bỏ pin vào để cho anh em xem mà cái độ xạ của nó ha. Mình sẽ bỏ trên hai đầu, một là cái đầu rẻ tiền 100.000 đã đi kèm với nó này. Đó, nó phải đi với những đầu rẻ tiền như thế này nó phù hợp cho người mới. Còn nếu như mà mình mà muốn dùng hàng ngon hơn, tốt hơn á, thì mình mua một cái đầu khác, thay một cái đầu khác vô tầm là 320-350, nó là đầu vị, cũng muốn đầu khó thì cũng nằm giá khoảng 350, thì anh em thay cái đầu đó vô. Còn cái đầu này là nó chỉ có 100.000 thôi, anh em hút tầm 10-15.000 là anh em vứt rồi. Nó hợp, rất hợp cho người mới, đỡ cái chuyện mà châm tinh dầu liên tục rồi thay bông thay coi đó, nó đỡ cho anh em những cái. Bây giờ mình sẽ gắn vô ha. Cái đầu 100.000 này thì mình đã ngâm tinh dầu sẵn rồi từ tối hôm qua rồi. Đó, bây giờ nó ngắm kỹ rồi. Rồi, này một con máy như thế này. Mình nhấn 5 lần ha. Nó sẽ mở máy. Có pin nữa đâu.
45. Đây anh em thấy không? Màu xanh này. Mở máy nhấn đốt thôi, lên rất là nhanh. Này, xem này, xem này. Anh em có nghe không? Đó, nó rất là nhanh. Rồi. Anh em xem nha. Bây giờ ép lỗ gió lại xí ha. Rồi, đây. Hồi nãy để thoáng hết ra này. Bây giờ muốn ép lại hút cho nó đỡ thoáng. Xem mình thấy khó nha. Anh em thấy không? Một con máy, một con chip xả quá mạnh, xả quá nhanh. Cầm vừa tay nè. Anh em xem này, cầm rất là vừa tay ha. Cầm vừa tay lắm, dễ chịu. Cầm như thế này, hút. Đây, mình sẽ cầm như thế này. Này, cầm vô, bấm hút thôi. Không là cách này. Rồi ok. Rồi anh em xem rồi comment rồi mình sẽ trả lời hết câu hỏi của anh em, hoặc là cứ là add những cái số Zalo, Facebook, những thông tin của mình để ở dưới cái video này. Rồi anh em vô trong đó, anh em comment nhắn tin gì đó, hỏi han thì mình sẽ tư vấn, mình sẽ chỉ cho anh em. Thiếu đủ những gì, mua những gì, cần mua những gì, đó mình sẽ chỉ cho anh em. Rồi, có gì cứ comment, gọi điện thoại trực tiếp vô trong đó nha. Ok, bye bye anh em.